ăn nhiều vô. Nếu như con ngoan, ba sẽ cho con biết một bí mật. Con biết ma tốc độ chứ? Hắn ta chính là cha đây. Nhà sau này, con sẽ là người thay thế cho cha. Con đâu có muốn đâu. Là ma tốc độ ngầu mà. Không ai gì thôi. Bây giờ con muốn gì, ba sẽ cố gắng đáp ứng hết cho con. Làm hacker. Hacker hả? Đó là năng khiếu của con từ nhỏ và bây giờ con muốn phát huy. Tuy ba là ma tốc độ, nhưng thực sự ba rất nghèo, không có đủ chi phí để mua máy tính cho con đâu. Nhưng nếu thật sự con đam mê muốn trở thành một hacker, ba sẽ cố gắng tìm cách. Nhưng học thì phải học cho đàng hoàng, chứ đừng suốt ngày truy cập vào mấy trang ít. Bên FPT Shop, họ đang có những chương trình ưu đãi. Bản laptop giá chỉ từ 4 triệu 9 của các thương hiệu như Acer, Dell, HP còn tặng học phí lên đến 12 triệu đồng, giảm 500 ngàn cho tân sinh viên, trả góp 0% lãi suất hoặc trả góp không cần trả trước. Theo như tình báo thì tên ma tốc độ sẽ xuất hiện. Hắn muốn tặng cho con trai hắn một cái laptop. Bằng. Và hắn sẽ đi ngang qua đây phải không? Hắn đừng có mơ mà bước tới FPT Shop được. Vậy chứ mày tính làm gì nó đây? Thả thính đó. Đứa nào muốn thả thính tao? Đứa nào ngăn cản ta tới FPT Shop đều phải chết. Thả thính nó đi. Con trai của ta. Con trai, ba đã lấy máy tính về được cho con rồi. Sau đây, con phải cố gắng thành tài. 20 năm sau. Nghe nói mày là con của ma tốc độ hả? Thời gian 1 phút hack 80 tỷ cho tao. Bắt đầu. 1 phút sao hack được 80 tỷ? Mày không giỡn chắc? Làm đi. Còn 30 giây. Có 1 phút làm sao mà kịp? Come on, lẹ đi. Còn 10 giây. Nổi lắm. Yeah. Không hổ danh là con của ma tốc độ ha. Không biết tốc độ dường chiếu của nó có giống tốc độ hack của nó không ha.